thăng, bò tái. Thường thường bò tái thì người ta nói ăn chung với phở, cho nên vô quán phở hay kêu cho tô phở tái. Đó là người ta biết phở bò tái. Nhưng mà nó tốt thì tốt vô cùng cho sức khỏe khi ta ăn bò tái. Nhưng mà có những người có những bệnh thế này, vui lòng không nên ăn bò tái mà nó nguy hại đến sức khỏe, nguy hại đến ảnh hưởng sức sống của mình nha bà con. Bà con ơi, nhưng quá là có hại bởi vì nó nhiễm các ký sinh trùng, hay dân gian còn gọi là sán sơ mít, sán lá gan. Các ký sinh trùng này bà con biết là nó gây bệnh ở hệ tiêu hóa, đường ruột, gan và các cơ quan khác trong cơ thể. Bà con nên thay đổi ý nghĩ bà con ơi, ăn bò tái để bổ máu là không đúng đâu con bà con ha. Khi giết mổ được xác định là thịt bò sạch thì mới có lợi như vậy đó bà con. Cho nên việc ta ăn bò tái là chúng ta phải nên xem lại, khi ta xác định đúng là thịt sạch mà quen biết tin cẩn được thịt bò này, thì thịt bò nó rất là có lợi, vì nó có lợi cho vitamin B6, protein tốt cho khả năng miễn dịch, phục hồi lại sự hoạt động cường độ cao, tốt bà con ha, chống lại oxy hóa, protein mô cơ tổn thương đó nha bà con. Đó, cho nên là nó nhiều lắm, giảm béo rồi ta bổ sung cho máu tốt, năng lượng. Vậy thì hàng ngày chúng ta chỉ ăn không quá 300g một tuần, chỉ ăn không quá 300g, nhiều nhất là được 500g cũng được, nhưng mà một tuần bà con nha, không ăn quá, bệnh nó nghiêm trọng khó chữa, phù hợp mà bà con ta dùng. Bà con ơi, bà con, đó là những vấn đề bò tái. Bò tái thì phải thịt bò sạch tốt, tin cẩn được nơi làm thì ta mới ăn, còn không á thì bà con ta nó bị nhiễm các ký sinh trùng mà nhân gian hay gọi là sán sơ mít, sán lá gan. Các ký sinh trùng này bà con biết là nó gây ra cho hệ tiêu hóa, đường ruột, gan và các cơ quan khác ở trong cơ thể. Thôi ta ăn thứ khác, bò tái phải xem xét xét lại rồi mới ăn nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày nói được 4 video, ngày nào có 4 video đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được chia sẻ để mọi người cùng mạnh khỏe vui vẻ, chia sẻ để mọi người cùng vui vẻ mạnh khỏe và đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Bà con ơi, 4 video ngày nào cũng có bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, sao chuyện, xin chào.